Đây là hai túi giá đỗ mình vừa mới thu hoạch xong đấy các bạn. Hai túi giá đỗ này mình mới trồng được 3 ngày thôi, giá đã rất là dài. Mình trồng hoàn toàn trong túi bóng đen. Với mỗi một túi giá đỗ này là mình sử dụng một công thức khác nhau, nhưng mà đều cho ra kết quả gần như là tương tự như nhau. Cách này là dành cho những người mà không có thời gian để chăm sóc nhiều. Còn cách này nếu như có thời gian hơn thì mình chăm theo cách như cách của bên này. Bây giờ mình sẽ đổ hai túi giá đỗ này ra thau cho các bạn xem nhá. Mình trồng hoàn toàn trong túi bóng đen. Chỉ 3 ngày thôi mà giá đã dài như vậy các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách làm giá đỗ trong túi bóng đen cho các bạn nhé. Đây là những chiếc túi bóng đen này. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành làm. Đây là giá đỗ, hạt giá đỗ mình mua ở chợ. Túi bóng đen thì mình làm ít nên là mình sử dụng loại túi bóng nhỏ nhỏ như vậy, tầm túi bóng tầm 1 cân thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt túi bóng đen vào trong thau nước. Mình sẽ làm hai túi giá đỗ trong túi bóng đen này. Với mỗi một túi tầm 1 cân như vậy thì mình bốc khoảng 3 lắm đỗ nhỏ như vậy. Mình cho vào đây ngâm. Đây là chiếc túi bóng mình đã làm giá rồi, mình tận dụng lại. Và bây giờ mình chia sẻ lại cách làm giá đỗ trong túi bóng đen của mình cho các bạn xem. Túi này cũng vậy, mình bốc 3 lắm. Mình cho vào trong thau nước như vậy mình ngâm. Bạn ngâm khoảng 4 đến 6 tiếng hoặc cũng có thể lâu hơn. Cứ nhìn thấy khi nào mà hạt giá, hạt đỗ xanh nó lứt cái vỏ, nó trương lên, nó lứt cái vỏ lại ra thì sẽ là được. Ngâm đến như vậy sẽ là được. Bây giờ mình sẽ để như vậy ngâm. Đây là hạt giá đỗ mình đã ngâm được 5 tiếng. Giờ nó đã hút lo nước và hạt nó lứt ra như vậy các bạn ạ. Khi hút lo nước là hạt sẽ trương lên và lứt vỏ như vậy là được. Bây giờ mình sẽ tắm rửa sạch và buộc nó lại rồi đem đi ủ. Đây là túi hạt giá đỗ mình đã ngâm được 5 tiếng. Sau khi ngâm được 5 tiếng thì hạt giá đỗ hút lo nước nó sẽ lứt vỏ như vậy. Khi hạt đã hút lo nước lứt vỏ như vậy thì mình sẽ vớt hạt lên, không ngâm nữa. Giờ mình đã đổ hết nước đi rồi. Cái túi hạt này mình sẽ dùng một miếng vải mình đậy lên trên. Các bạn lấy miếng vải quần áo cũ cũng được, mình không dùng nữa, mình gập và mình nhúng nước cho nó thật sũng rồi mình đậy lên trên. Còn mà túi này thì mình thử nghiệm là không cần dùng vải, mình cứ thế mình đem đi.
Bây giờ mình sẽ treo lên. Đối với cách làm giá đỗ trong túi ni lông như vậy thì phần dưới đáy của túi này mình đã dùng cái dĩa xiên mình đục lỗ một lượt lỗ ở dưới rồi nên là túi đã được thoát nước. Túi này mình cũng dùng dĩa xiên mình đâm bổng cho nó có những cái lỗ thoát nước để không bị đọng nước trong túi. Nếu như mà bị đọng nước trong túi bóng thì giá nó sẽ bị thối các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đem nó treo lên trên. Giá đỗ trong túi ni lông như vậy các bạn cần chú ý là đầu túi này chúng mình không cần phải buộc này. Mình đang là giá đỗ trong thời tiết là mùa hè nên là mình không cần buộc. Nếu buộc này nó sẽ nóng và làm giá đỗ sẽ bị thối, hỏng. Và điều thứ hai là ở dưới túi này cần phải có lỗ thoát nước để không bị đọng nước trong túi. Đấy. Túi nào của mình cũng đục lỗ. Khi làm giá đỗ trong túi ni lông như vậy thì chúng mình không cần phải ủ trong bóng tối mà chỉ cần để lơi râm mát, tại vì túi bóng đen nó đã có màu đen rồi nên là chúng mình không cần phải để trong bóng tối các bạn ạ. Hôm nay đã được qua một ngày mình tiến hành tưới nước cho giá đỗ của mình. Đây là giá đỗ sau một ngày, cũng thực ra chưa được một ngày mà sau 20 tiếng đồng hồ các bạn này. Giá đã dài như vậy. Đây là túi giá mà mình không sử dụng khăn. Còn đây là túi giá mà mình có sử dụng vải đậy ở trên. Hai loại giá này, hai túi này giá đều dài tương tự nhau. Đối với túi giá mà mình có khăn đậy trên đỉnh này thì mình chỉ cần việc tưới nước cho khăn ẩm thấm nước là được. Và mình không cần phải ngâm vào thau nước. Còn đối với túi giá mà không có khăn thì mình sẽ thả vào thau nước như vậy và ngâm khoảng 15 phút. Còn đối với túi giá mà có vải đậy ở trên đỉnh như vậy thì mình không cần phải ngâm, mình chỉ cần việc tưới nước đẫm vào cái vải này rồi các bạn ạ. Đối với túi giá khó khăn thì mình chỉ việc tưới nước như vậy là xong. Túi giá này mình đã ngâm được 15 phút, giờ mình sẽ treo nó lên. Đã treo túi giá lên rồi này. Và những ngày sau các bạn cũng làm tương tự như vậy. Một ngày các bạn tưới cho giá 3 đến 4 lần, cứ cách khoảng 4 tiếng các bạn tưới một lần. Đây là hai túi giá đỗ mình vừa mới thu hoạch xong đấy các bạn. Hai túi giá đỗ này mình mới trồng được 3 ngày thôi, giá đã rất là dài. Mình trồng hoàn toàn trong túi bóng đen. Với mỗi một túi giá đỗ này là mình sử dụng một công thức khác nhau nhưng mà đều cho ra kết quả gần như là tương tự như nhau. Cách này là dành cho những người mà không có thời gian để chăm sóc nhiều. Còn cách này nếu như có thời gian hơn thì mình chăm theo cách như cách của bên này. Bây giờ mình sẽ đổ hai túi giá đỗ này ra thau cho các bạn xem nhá. Đây, mình trồng hoàn toàn trong túi bóng đen. Chỉ 3 ngày thôi mà giá đã dài như vậy các bạn. Mình dỡ ra các bạn.
bây giờ mình sẽ đổ túi giá đỗ trong túi bóng đen này ra. Mình dỡ ra cho các bạn xem. Hai cách làm kết quả ra cũng gần như tương tự nhau. Có một điều là cách bên này thì giá sẽ không trắng bằng cái bên thau xanh này. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cách làm cho các bạn.